Xin chào cả nhà thân yêu của bên đặc sản quê tôi nha. Cả nhà ơi, hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà một cái món ăn rất là thơm ngon, bổ dưỡng và rất là dễ làm. Đây là món cháo hào. Thì ở đây em có chuẩn bị là nửa ký thịt của hào đã được lấy sẵn. Cái này em mua trong siêu thị đó cả nhà. Với một chén gạo, một ít gừng, hành tỏi băm, hành tỏi phi, rồi hạt nêm, nước mắm, đường, bột canh. Cái cháo hào thì ai cũng có thể nấu được, nhưng mà để nấu làm sao cái món cháo hào mình nó không bị tanh mà nó vẫn thơm ngon thì xin mời cả nhà mình cùng xem hôm nay em sẽ làm như thế nào nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi rửa cái hào này ha. Cái hào này mình mua về là đây là người ta tách ra sẵn. Mua cái hào người ta tách sẵn hoặc là mua hào về mình tự tách cũng được nha. Rồi, để cho cái hào của mình nó không bị tanh, không bị hôi thì ở đây em sẽ cho vào đây một ít rượu. Và một ít muối. Cái này mình rửa nhẹ nhàng thôi cả nhà, để cho nó bể cái bụng nó ra thì ổn, thì cái bụng nó ngon á. Hào tươi ghê. Trời, con hào nó mập. Rồi mình rửa một chút xíu. Mình rửa một chút xíu thì mình xả lại bằng nước sạch. Mình rửa lại nhiều lần bằng nước sạch. Sau khi mình rửa lại nhiều lần bằng nước sạch thì mình sẽ để đây cho nó ráo nước. Và tiếp theo mình sẽ tiến hành mình gan cái phần gạo này nha. Gan gạo này thì để nó làm cho cái cháo của mình nó thơm hơn, với lại nó khi mà mình nấu cũng nhanh nữa cả nhà. Cứ tiếp tục đảo như này cho đến khi nào gạo mình cảm thấy nó hơi vàng là được. Gạo rang này mình canh chỉ cho nó hơi vàng nhẹ thôi nha cả nhà. Sắp được rồi đó, thấy sắp được rồi. Rồi, cái phần gạo gan của mình gan như vậy là được rồi ha. Okay. Bây giờ mình cho cái phần gạo này ra, tí nữa mình vo lại, mình vo nước lại cho nó sạch cám nha, rồi mình đổ vô nồi cháo ngay cả nha. Okay. Tiếp theo mình sẽ cho một ít dầu ăn vào chảo để mình phi
làm tỏi và mình xào cái hàu của mình nha. Mình cho vào đây một ít hành băm, tỏi băm. Gừng, gừng của mình. Cái gừng này có công dụng làm cho cái hàu của mình nó sẽ bớt cái mùi, giữ được cái mùi mùi của hàu á. Và khi mà mình nấu vô cháo thì ăn nó cũng ấm bụng cả nhà. Cái phần hàu của mình à, ngon ghê không? Béo ú luôn. Cái này là hàu trứng sữa luôn. Rồi, khi tỏi vừa hành tỏi nó vừa hơi vàng thì thơm rồi đó, mình thấy thơm rồi. Mình tiếp tục mình cho cái hàu vào ha. Nêm nước mắm, ít đường, muối cam, và một ít tiêu. Cái này thì mình xào cho nó thấm gia vị tí thôi, không có cần xào kỹ quá đâu cả nhà. Vì tí nữa mình còn để vô cháo nữa, với lại cái hàu á, mà mình nấu chín quá thì nó cũng mất ngon. Nó chỉ cần sôi lên lại là được rồi, để nó tan cái gia vị, để nó thấm vô đây là được rồi. Đây là cái phần gạo của mình lúc nãy mình rang á cả nhà. Đó. Mình vo gạo xong rồi. Mình vo gạo xong rồi, bây giờ mình cho vào hết vào cái nồi nước của mình ha. Khuấy đều một cái. Sau khi cái cháo của mình nó đã nở thêm được một tí thì tiếp tục ở đây em sẽ cho một ít nấm rơm. Này là nhà em tủ lạnh tổng gì em nấu hết nha cả nhà. Một ít nấm rơm. Với lại cái em sẽ cho cái nước này vào đây để mình nêm nếm trước. Còn cái hàu mình đã xào rồi cho nên là tí nữa mình để sau nha cả nhà. Tại vì mình cho vào đây nó sẽ quá chín thì nó không có ngon cái hàu.
em sẽ cho hết cái phần hạt nêm còn lại. Đường và bột canh. Rồi, như vậy là cháo của mình nó nở như vậy là được rồi cả nhà ơi. Bây giờ tiếp theo á, là em sẽ cho hết cái phần thịt hàu vào. Wow, ngon quá, thơm quá. Rồi, tắt bếp là được rồi. Em cho luôn cái phần đậu hành vào đây. Vậy là mình có thể cho ra tô để ăn được rồi đó cả nhà. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong cái món cháo hàu sữa. Bây giờ tiếp theo khi mà ăn á, thì mình sẽ cho thêm một ít hành tỏi phi nha. Hành tỏi phi cho thơm và một ít tiêu. Wow, cái món này mà ăn giải cảm thì tuyệt vời luôn. Nó có cái vị ngọt đậm đà thanh thơm của hàu sữa và thơm vị thơm của gừng. Cái này có thể tẩm bổ cho mẹ bầu nè, mẹ bỉm sữa và cho các bé ăn thì quá đầy đủ dinh dưỡng. Các chị có thể nấu cho gia đình mình ăn nha. Bây giờ thì ở đây á, cái món này mình có thể ăn kèm với giá, nhưng mà em không dùng giá thì em hái rau cần cua của nhà em ăn cùng. Và cái tô cháo này em sẽ thưởng cho ông xã em. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video và xin tặng cho em một like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn cả nhà luôn luôn theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại.